Đây, xin chào tất cả bác nhá. Này quay cái video hái lá. Đây là vườn 7 tháng à, bước sang tháng thứ 8 rồi. Đây là chị gái hái lá chuyên nghiệp đây. Hôm nay là tập cho vợ hái. Hôm nay mới lần đầu hái lá đây. Đấy, học lấy chị gái về chị gái hái lá bao nhiêu năm nhá? Nhìn lá ở đây. Nhìn hái giòn không? Lá to lá giòn nhỉ. Đấy, lá đẹp to, hái sướng tay. Đấy, kê chị một buổi được tạ mất. Một buổi một tạ cơ? Ừ, chắc là chị hái khó chị còn được mấy chục cân. Đấy, còn cái này em trồng được lá to, lá hái sướng này nữa cô. Đấy, cây giang là sau 7 tháng hơn 8 tháng hái rồi. Để ngắm. Nhưng mà sợ hơi già không hả chị Vân? Già gì? Này già gì? Này không biết. Hái tập giá lá là 19.000 một cân mà một tiếng hái khoảng 10 cân. À dạ. Được không? Một tiếng hái được 10 cân không? Ý một tiếng phải hơn chứ. Xem lá là to không? To nhỉ. Ừ. Lá này hơn 100 lá một cân nhé. Đây, to hết rồi. Đây, lá này. 7 tháng hơn 8 tháng được hái lá rồi mà cây keo này, trồng sen với cây keo chứ. Gốc này liệu hái được 1 cân đấy nhỉ? Hơn cân đấy. Hơn 1 cân lá đấy. Ô, nhìn thích nhỉ đấy. Cứ cọc cạch ra tiền. Đấy, lá đẹp này. Đây là một cây gần 8 tháng tuổi. 7 tháng hơn gần 8 tháng hái hết thì chắc được hơn cân cái này, hơn 1 cân thôi. Cân lá hiện tại 19.000 tại xưởng. Đây hái đầu tiên này, cây keo vẫn có cây còi vẫn còn chưa qua cây cây giang này. Hái nhanh hết nhỉ. Nãy quên không đếm xem được khoảng 150 đến 160 là được 1 cân. Đếm lá đấy, em cân suốt rồi mà. Lá to này còn không đến ấy. Đấy. Dài, to. Loại này khoảng 150 đến 160 một cân là thừa. Thế trên cây này phải được gần 2 cân đấy, 2 cân lá 7 8 tháng. Nhân giá 19 hơn 30.000, nhỉ, gần 40.000 một cây này. Nếu mà hơn 2 cân là có 40.000. Hai cây này thích nhỉ chị nhỉ? Giòn không? Giống nó giòn to giòn lắm. Còn đồi bên cạnh đang khai thác cây non để tiếp tục trồng cây giang. Đây từ đầu rồi, bảo chị ấy đây, trồng sen với cây keo thì phải 5-7 năm mới được tiền mà cây keo giờ leo teo này. Cây giang bắt đầu trồng cùng một ngày luôn. Cái này là trồng vào dịp cuối năm, bây giờ tháng 7 âm lịch. Đúng cuối năm ấy. Tính theo âm lịch nhá, là cuối năm, bây giờ đang tháng 7 âm lịch. Thì bây giờ hơn 7 tháng rồi. Hơn 7 tháng cây này hái triệt để thì phải được trên 2 cân. Hái dữ một chút là vẫn 2 cân. Hơn 2 cân đấy. Tí nữa vào trong em quay một cây bên trong em xem. 6 tháng hơn 7 tháng em làm cân luôn. Thế lá này nó gói được bánh ấy. Thế chả gói bánh thì gói cái gì nữa. Gói bánh bánh trưng mình á. Đây gói bánh ú ở bên Trung Quốc thôi. Trung Quốc đi gói bánh xếp bánh này. Hái được rồi. Ờ nhỉ, không bảo bác Vinh hái nhỉ. Trồng cùng một ngày mà. Ở đấy quên bảo bác Vinh chiều bảo bác có hái không, cháu hộ hái không đem đi bán luôn rồi đấy. Đẹp không? Hái buổi chiều thích hơn á. Buổi sáng á. Đấy đồi bên cạnh mai kia chặt đi chắc trồng được vài trăm cây. Cây này mà đến một năm là hái một buổi một cây nhá. Một buổi mới hái được một cây thôi. Một buổi còn không hết một cây đấy, nếu mà hơn một năm rưỡi rồi đi. Nặng lắm chị nhờ, một tạ là một buổi được. Cầm nó nặng thì kết nhờ. Nó lá nó dày. Lá đẹp, lá dày. Ờ, không biết nó... Bên kia có lá hái đâu, bên kia đang ấy này. Cắt dọn sạch đi nhá, để trồng cây giang nhá.
Hai lá nghe giòn nhỉ, cuống nó giòn hay sao ấy? Giòn không? Cuống cây này giòn không? Chuyên nghiệp ấy, hái bao nhiêu năm rồi. Chị này, chị gái này toàn đi rừng tự nhiên thôi. Đấy, hôm nay dạy cho vợ hái lần đầu tiên, trồng rất nhiều hái lần. Em có tính em hái nhiều đâu, em còn thuê chứ. Đấy, thuê như này mà hái ngày khoảng cân khoảng 5-6 nghìn thôi, mà chị hái ngày khoảng tạ hơn tạ là 6-700 nghìn rồi gì. Thế là hái thuê nhá, còn hái của nhà nữa thì ra nhiều nhỉ. Ngày chỉ cần hái một tạ mà cân 19, ngày 1.900.000. Tháng làm 5 ngày thôi là ái. Chị kiếm 2 tiếng chị đã được hơn 300 rồi. 2 tiếng hơn 300. Đấy là hái lá của nhà. Lá của nhà đấy. 2 tiếng hơn 300 thế thì mỗi tiếng được hơn 10 cân, thế đúng rồi. Bây giờ đi 9 giờ chị về được 370. 7 giờ đi 9 giờ về 370. Ấy da. Đấy là chị bán không được 19, chị bán 37 thôi, còn không được giá đấy. Thế là 20 mấy cân cả. Đây đây, cái này cầm đi. Đã hết cây này, đấy, sau khi hái xong nhìn tan tác. Sau 2 tháng sau lại hái tiếp nhé này. Anh phá đẹp vào nhá. Phá dọn sạch cho em. Kép ngay đai này. Chỗ này bằng phẳng này, chồng mới thích này. Bãi này trồng đẹp. Dọn sạch cho anh nhá, cậu nhá. Bắt đàm lăng đi. Vậy đào tạo cho ông anh hái lá luôn nhá. Vậy vậy không không phải như này anh. Cầm nhá. Đấy. Đấy. Lá này phải dài năm mấy. Đây, phải dài trên 50. Thích nhỉ? Đó, muốn em bắt bản nhé. Anh lấy điện thoại anh đo thử hộ em cái lá kia có thước không? Thấy không? Nhẹ nhàng thôi để từ từ thôi để cho anh ấy học. Anh này hôm nay đang đến cắt. Đang đến cắt cây cho mà học hái lá để về trồng luôn nhá. Nếu mà cho hái kêu cho tao hái đấy. 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 Ừ, mân pía bán là đây này. Ngược tay phát là hái được mà. Đấy, lá này khoảng 120 lá là một cân đấy, loại như cây này. Tiếp ơi. Ui ôi, anh có cái thước ở đây không anh ơi? Thước ở xe kia. Ở xe, tí em mượn đo một lá nhá. Cái lá này. Tí lấy dày quá, này. Lấy một lá đi đo xem nào. Nặng biến thế. Ô dày lắm nhỉ, dày như này. Dày thật. Anh lấy cái điện thoại đặt vào đây, điện thoại của anh ấy. Này cứ mi chăm sóc thế ô, nhìn dày. Ui giời, còn đây đo bằng cái điện thoại thôi là biết rồi. Không trừ ốp nhá, vẫn còn dư ra nhá anh nhá. Không trừ cái ốp nó vẫn còn dư ra bên cạnh này. Lá này khoảng 120 lá thôi, là một cân đấy. Sợ chưa, anh? Để một lá thôi. Để nhánh mai, để nhánh thêm nữa hái. Nó cao tầm 5-6 mét, nó lại ngã xuống hết, đổ xuống hết. Đấy, anh nhìn cây keo trồng đúng cùng một ngày đấy. Anh xem cây keo này phải 5-7 năm nữa mới được thu. Thế tại sao bọn em không chặt keo đi chứ? Mà khai thác keo là việc của anh nhỉ? Tí nữa vào xem cái đùi trong nhé. Quyết tiếp cái đùi trong ấy, keo ấy. Đùi trong này, đi xem chưa? Chưa, hôm nọ thấy ông bảo. Vào xem khai thác nốt chỗ đấy hơn hát đấy. Khai thác không, cái huyền thôi. Cho cái huyền trồng đợt keo là... Khai thác là đợt này là trồng tiếp cây giang. Trồng 7-8 tháng này anh, 7-8 tháng, đây cây này gần 8 tháng. Bật tùy. Hay lắm. Làm gì? Lá này đạt 50. Rộng bằng một cái điện thoại. Mà dài 50 thì lá nó nặng, dày. Khá là dày và nặng nhé, các anh. Rồi quay đoạn video thế thôi, tí nữa vào quay một cây xong là lấy cái cân đặt cụ thể xem nó được bao nhiêu cân. Để không đem cân lên. Thích không? Ủa, để vợ em lóng ngóng.
Hái đi, không mai kia là không biết bảo người ta hái đâu. Ít, kể cả mình có thuê người ta hái, mình cũng phải biết cách hái, mình mới biết cách bảo chứ. Mình không biết cách hái thì bảo sao được. Đây đây, để khoảng 1-2 lá thôi. Thế không, các bác là ai? Đó. Cành này, này. Đấy, từ cái cành. Thôi cái lá đấy thôi. Được. Phải được này. 2 lá, 3 lá, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9 lá một cành đấy. 12 cành như thế là được 1 cân. Mà nặng lắm. Lá dày ấy. Ui, sắp đầy túi rồi này, 2 gốc sắp đầy túi rồi. Này sắp đầy á? Túi này đầy mấy cân? 5 cân không? Được đấy. Nếu mà chị đầy hết cái này. Thế thì mỗi 2 gốc sắp đầy túi. Cái này lên đến ngọn đây là 10 cân nhưng mà dưới nửa chừng nó nặng quá, bao vai. Nửa chừng 5 cân à? Thế buổi sáng hai chị em mỗi người hái tập tuệ khoảng 20-30 cân thôi. Nhưng mà nắng lên chạy thôi. Thế thôi, hái của nhà. Thôi nhá, hái nhá. Để về lấy cái cân tí vào trong quay video là hái một cây xem được bao nhiêu cân nhá. Chỗ này trước trồng thưa, trồng sen keo đang tính vào là ăn cây keo thôi, nhưng mà chắc là phải chặt bỏ rồi. Trồng thưa đến 10 mấy mét một cây. 10 mấy mét một cây đấy. Bây giờ cây keo là bé tí này. Ok. Để về nhà lấy cái cân á, tí vào trong kia là xem cái một cây là được bao nhiêu cân. Đây này. Đấy, cây xòe thấp này lấy hết được mà. Lá dưới này này. Lấy không, cái này phải tỉa đi nhỉ. Ôi giời. Đấy, lúc nãy hái cây này bỏ một nắm ở đây, đâu rồi, đem đi rồi chứ nhỉ. Cây này cũng to, vật vá này. Chất lượng miễn bàn nha. Cây giống nhà tự sản xuất. Cây giống nhà em còn rất nhiều, còn hàng vài chục vạn. Cao, cây keo cao hơn nó một chút đấy, nhưng mà cây keo chưa được nghìn nào đâu. Cây keo chưa được 1.000 nào các bạn. Cây keo này phải 5-7 năm nữa mới có tiền. Cây này 5-7 năm nữa, mỗi cây nó cho nhiều, phải nói là nhiều triệu. Đấy, lúc này em hái 1 lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lá. 7 lá một cành này. Mà một cành này nó lại chia ra này. Trời. Bên kia đang khai thác cây để trồng. Chị hái cây này xem giòn không? Lúc này hái thấy giòn không? Đây, chị Hoan lấy cái này che xem kín mặt không? Che vào mặt mình ấy. Ồ, to hơn mặt chị. Đâu chưa? Quay thẳng đây. Ơi, to hơn mặt chị. Che kín hết cái mặt rồi. Ơi, trời, che kín hết mặt. Mặt em bé quá. Mặt chị bé quá. Mặt bé hay là lá to? Ồ, mặt chị cũng to đấy, mà lá nó to luôn. Mặt chị không bé đâu. To như mặt thớt ấy. Mặt to như cái thớt mà lá nó còn to hơn thớt nhỉ. Cái đấy giữ một lá trên ngọn thôi. Lá đấy bỏ đi rách rồi. Hai lá to nhất lại bỏ đi. Nghe giòn nhỉ, lá cận nó to cận nó ấy. Giòn tộc. Cái tọc tạch. Chị Hoan người hái mới thấy kêu giòn. À. Thế thì 1 phút 60 giây thì cứ cọc cạch mỗi cái, nếu mà chưa đủ dây thế thì xem nào, cứ khoảng 2 phút một cân đi. Ui. Thế 1 tiếng hơn cân thật, à hơn 10 cân thật. Nhưng mà có lá đấy nhỉ, có lá đứng một chỗ hái.
hơn 100 lá, hơn 100 lá cứ gọi 2-3 phút một cân. 30-40 phút đã 10 cân rồi. Đấy, giòn lắm. Cả này nếu mà cây mà tầm 2 năm để ngồi trên một cây mà hái chắc ngày khoảng tạ rưỡi. Ngày một tạ là được rồi. Một buổi 300 lá trên rừng á? Ừ. Leo trèo đi đồi. Bảo rồi trồng lấy mà hái. Bảo chị chỉ trồng khoảng 30 cây thôi nhá. Đủ để hái được bao nhiêu cây rồi nhỉ? Bây giờ được 70 cây rồi. 70 cây rồi à? Đủ hái thôi không? Bởi vì 70 cây mà đến năm thứ hai là một mình chị ấy. 70 cây bây giờ trồng sau chị tiếp hay trồng trước chị tiếp hay lúc chị lấy lên đấy? Bằng cái thời điểm đấy... Nó cũng to như thế này ấy. Trồng trong bãi chè à? Bãi chè trước chị lãng chị ở đây. Em bảo rồi, trồng vài trăm cây đi, đỡ phải đi rừng tự nhiên. Hai ba chục cây nữa nhé. Ô, đầy ở đấy, thích lấy bao nhiêu lấy. Lấy cây to lên mà trồng cho nó lớn kịp nhau. Không, cái bây giờ chị trồng sen nào, bây giờ là chị nghĩ là thưa quá. Đúng rồi, trồng dày cũng được. Ừ. Lá như này lấy không nhỉ? Ở xưởng thấy bằng này cũng lấy mà, bốn ngón lấy mà. Lấy mà, nhưng mà nó phải, lá này lấy mà, nhưng mà chẳng qua là nó... Đủ độ dài là được. Ừ. Đây, sau khi lấy xong mọi người tỉa cái này đi. Đấy, tỉa cái này cho nó ăn phân làm gì. Đấy, bỏ đi. Tỉa cái này đi. Thôi ra cây khác thôi. Tí vào trong hái nhá. Cắt cây. Mì cái mày kêu phư phăng đèn hắn phư sang căn. Chỗ này trồng cây giang mới là đẹp này. Khai thác keo non đi để trồng cây giang nhá. Keo này bao nhiêu nhỉ? Nó mấy nó 3 năm hơn mà nhỉ? Hay 4 nhỉ? 3 năm thôi nhá. Đùi này 3 năm phải khai thác sớm rồi. Trồng cây giang thôi cho nó hái nhanh. Cây keo phải chờ mấy năm nữa thôi khai thác cho các anh làm củi. Cái đồi keo này không nên để đâu. Bị giống không? Không bị giống mà nó ngắn cây. Ngắn cây nó mới 3 năm thôi mà. 3 năm là cây vẫn ly. Ngắn cây lắm. Đổi hôm nọ đổi đẹp mơn mởn còn cắt đấy, cái đổi này cắt sớm. Tí sang bên kia xem đổi kia nhá, tí em đưa. Cả đổi trong lẫn đổi bên này còn hai chuối. Khai thác hết. Cắt lại luôn, bà ấy cắt luôn.